Duyên nợ song sinh. Tác giả Mộc Tầm. Tập 3. Phan Hiển khóe môi khẽ giật, mày nhíu chặt với cái tên Nguyệt Thu gọi mình. Anh siết chặt nắm tay để kiềm chế lửa giận đang cháy trong cơ thể. Nếu trong phòng chỉ có anh và cô ta, chắc chắn anh sẽ khiến cô hối hận vì dám nói lung tung. Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Nguyệt Thu không nhìn đến Minh Khôi một lần nào. Cô đưa tay kéo cái mền lên rồi ung dung nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Vậy nhưng chưa được 5 giây sau, cô đã cảm nhận được một hơi thở nóng rực phả vào mặt. Cô mở to mắt ra nhìn, rồi trợn tròn. Minh Khôi vậy mà lại hung lên môi cô. Nguyệt Thu tức giận, dùng cánh tay không truyền dịch, đẩy vai anh ra, nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích. Cô cứ đấm liên tục vào lưng anh ta, nhưng vẫn không có tác dụng. Càng lúc cô càng cảm thấy hơi thở của mình bị anh ta cướp hết, lồng ngực nặng trĩu. Cuối cùng, cô dứt khoát dùng cả hai tay liên tục đấm vào lưng anh, mặc kệ dây truyền dịch lệch đi, máu bắt đầu chảy ngược lại, đỏ thẫm trên sợi dây truyền dịch. Minh Khôi buông Nguyệt Thu ra, lạnh giọng cảnh cáo cô. Nếu cô dám dùng đôi mắt này nhìn đàn ông khác đầy thèm khát, thì tôi sẽ chọc mù mắt cô. Nếu cái miệng này dám nói lời ngon ngọt với thằng đàn ông nào, thì tôi sẽ khiến cô mãi mãi không có thốt nên lời nữa. Nguyệt Thu thở hổn hển, cô mệt mỏi đưa tay trái rút luôn cây kim truyền dịch ra khỏi tay. Vừa làm cô vừa thiều thào. Có phải anh xem phim nhiều quá rồi không? Anh tưởng anh là ai mà dám uy hiếp tôi? Anh là chồng tôi chắc? Minh Khôi gật đầu chắc nịch. Phải. Nguyệt Thu cười khẩy. Vốn dĩ cô từng có suy nghĩ thử bắt đầu với người đàn ông này để sau này có cuộc sống sung sướng như lời Đan Thi nói. Nhưng bây giờ cô đã nhìn rõ bộ mặt biến thái của anh ta. Cô không có điên đến mức vì tiền mà hành hạ bản thân, khiến mình không có còn được tự do. Nguyệt Thu hết sức hét lên. Tôi nhắc anh, tôi sẽ không có bao giờ lấy một thằng đàn ông vừa ảo tưởng vừa biến thái, vừa không có tôn trọng phụ nữ như anh. Anh biến ra khỏi đây đi, trước khi tôi gọi bảo vệ. Minh Khôi nhíu mày, liếc nhìn bình truyền dịch nhuộm màu hồng, rồi mặc kệ Nguyệt Thu đang tức giận. Anh bước đến nắm tay cô xem thử, khuỷu tay của cô vẫn còn đang có máu chảy ra. Tôi đi gọi bác sĩ. Nguyệt Thu giật tay về. Không cần anh ở đây giả nhân giả nghĩa, anh biến ra ngoài cho tôi, thứ đàn ông như anh cho tôi cũng không có cần. Cánh tay phải đang rất đau, nhưng cũng không khiến cho cô quên đi sự tức giận lúc này. Minh Khôi nghĩ, nếu dùng hành động không thể khiến cô nghe lời, thì chắc chắn tiền có thể. Không có bất kỳ người phụ nữ nào không bị cám dỗ bởi đồng tiền. Nếu có người phụ nữ không bị cám dỗ, thì chỉ có thể số tiền chưa có đủ lớn. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, 5 triệu lập tức vào tài khoản cô. Nguyệt Thu trừng mắt. Anh nghĩ tôi là gái đứng đường hả? Biến ra ngoài cho tôi. Minh Khôi bình tĩnh nâng con số lên. 50 triệu. Nguyệt Thu nghiến răng. Anh bị điên, đúng không? 100 triệu. Nhìn vẻ mặt khó tin của Nguyệt Thu, anh đoán chắc chắn con số lần này đã khiến cô thỏa hiệp. Nguyệt Thu tức đến lồng ngực phập phồng, gương mặt đỏ bừng. Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông ngang ngược thế này. Anh ta là gì của cô mà bắt cô phải nghe theo lời anh ta chứ? Hay là anh ta nghĩ mình có tiền thì bắt buộc người khác phải làm theo ý? Nguyệt Thu đang không biết làm sao để đuổi Minh Khôi ra khỏi phòng, vì cô thật sự không muốn nhìn thấy anh ta, không muốn bị anh ta làm cho tức chết. Thì đúng lúc này,
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục công an bước vô. Nguyệt Thu ánh mắt mừng rỡ hét lên. Tuấn Thành, mau cứu Thu, anh ta ức hiếp Thu. Tuấn Thành là bạn thanh mai trúc mã của Nguyệt Thu, cả hai cùng lớn lên trong cô nhi viện. Tuấn Thành nheo mắt nhìn Minh Khôi. Anh Lại, tại sao lại muốn hãm hại Nguyệt Thu? Vừa rồi, anh cũng đã kịp nhìn thấy cái túi truyền dịch màu hồng và dây truyền dịch vẫn còn màu máu. Tối hôm qua, anh nhận được điện thoại của Đan Thi, rất muốn vào ngay bệnh viện để xem tình trạng của Nguyệt Thu. Nhưng bất ngờ, cái vụ án xảy ra, nên Tuấn Thành không có thể đến được. Cho đến bây giờ, anh mới xuất hiện và không ngờ lại đúng lúc Nguyệt Thu đang gặp nguy hiểm. Minh Khôi lạnh lùng. Anh công an, anh nhìn thấy tôi hãm hại cô ấy khi nào? Không có bằng chứng thì tôi kiện anh cái tội phỉ báng đó. Tuấn Thành đi đến gần Nguyệt Thu. Nguyệt Thu, anh ta đã làm gì cô? Nói đi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho Thu. Nguyệt Thu nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Minh Khôi mà càng thêm ức nghẹn. Làm sao cô có thể nói với Tuấn Thành cô bị cưỡng hôn đây? Từ lúc trưởng thành, hiểu rõ tình cảm nam nữ là cái gì, Tuấn Thành đã nhận ra tình cảm của mình đối với Nguyệt Thu không chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuần. Anh thật sự rất yêu cô, muốn bảo vệ cô, cho nên đó cũng chính là lý do duy nhất khiến cho anh dồn hết sức lực phấn đấu vào trường đại học cảnh sát nhân dân. Và cuối cùng, anh cũng đạt được tâm nguyện của mình. Minh Khôi đặt ngón tay lên khóe môi của mình, mỉm cười khiêu khích. Em muốn kiện tôi vì tội gì? Em nói đi chứ. Anh... Nguyệt Thu nghiến răng nghiến lợi, tức muốn phát điên, nhưng đến cuối cùng chỉ đành nuốt cục tức xuống, quay qua nói với Tuấn Thành. Thu không thích anh ta, nhưng anh ta cứ đeo bám làm phiền Thu. Thành, đuổi anh ta ra ngoài giùm Thu được không? Thu nhức đầu quá. Tuấn Thành đau lòng, đưa tay kéo cái mền đắp lại cho Nguyệt Thu, rồi quay người nhìn chằm chằm Minh Khôi. Thu nghỉ ngơi đi, chuyện này để Thành lo. Minh Khôi cười khẩy, rồi quay người đi ra ngoài phòng, không cần chờ Tuấn Thành nói câu gì. Anh nghĩ thầm, không ngờ Nguyệt Thu cũng có bạn làm trong ngành công an, quan hệ của cô ta cũng rộng rãi thật. Hơn nữa, mối quan hệ còn khá thân thiết. Nếu cô ta không có mang gương mặt của Nhật Hạ, cô ta quen biết ai, sống hay chết cũng không có liên quan tới anh. Cho dù cô ta thật sự là ân nhân cứu mạng con của anh, thì anh chỉ cần ném cho cô ta một số tiền là chấm dứt qua lại. Đáng tiếc, cô ta lại có gương mặt giống Nhật Hạ, lại còn được hai đứa con của anh yêu mến. Vậy thì cho dù anh không thể có tình cảm với cô gái này, anh cũng không thể để cho cô thuộc về người đàn ông nào khác. Minh Khôi lẩm bẩm. Tôi không tin cô có thể chạy thoát khỏi bàn tay của tôi. Lúc này Tuấn Thành lo lắng quan tâm Nguyệt Thu. Anh ta đi rồi. Thu thế nào? Có đau đầu lắm không? Để tôi gọi bác sĩ tới nghe. Không cần. Thu, nếu sau này xảy ra tình huống tương tự, tôi phải gọi điện cho Đan Thi hoặc là Thành, biết không? Nguyệt Thu cười giả lả gật đầu. Nhưng trong bụng lại nghĩ nếu gặp tình huống tương tự và chờ hai người chạy đến ứng cứu thì có khi là đến lụm xác luôn. Dĩ nhiên, trong tình thế có thể làm mất thanh danh, cô thà tự sát chết còn hơn chịu nhục nhã về sau. Đan Thi vừa vào phòng đã nhanh miệng. Nguyệt Thu, tao báo cho mày một cái tin chấn động. Tao vừa nhìn thấy một anh chàng y chang là chồng mày. Đan Thi nuốt nước miếng, chớp chớp đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nguyệt Thu nhìn bộ dạng của Đan Thi khi nhìn thấy Tuấn Thành mà buồn cười, âm thầm đếm 1, 2, 3 diễn. Đan Thi dịu dàng nũng nịu, bộ dáng e thẹn ngượng ngùng. Tuấn Thành, anh đến thăm Nguyệt Thu hả? Thành có muốn uống gì không? Để Thi xuống căng tin mua. Thành ăn cơm chiều chưa? Không phải, Thành ăn cơm trưa chưa? Thì đi mua cơm sườn bì chả cho Thành nghe.
Nguyệt Thu mím môi cố nhịn cười. Cô nghĩ nếu như lúc nào đang thi cũng dịu dàng nữ tính như vậy thì chắc chắn các bạn nhỏ ở khoa nhi rất vui vẻ hợp tác khám bệnh và uống thuốc, không cần y tá phải thường xuyên chạy đến khoa dinh dưỡng tìm cô nữa. Nhưng đáng tiếc, có lẽ trong mắt đang thi, cô ta chỉ có thể dịu dàng, thùy mị, mỉm cười với người thương. Đúng hơn là người cô ấy thầm thương trộm nhớ nhiều năm qua. Giữa Nguyệt Thu và Đan Thi không tồn tại bất kỳ bí mật nào, cho nên ngay lúc Đan Thi phát hiện Nguyệt Thu thích Tuấn Thành thì Đan Thi đã trực tiếp thẳng thắn với Thu. Dĩ nhiên cả Thu và Đan Thi đều nhận ra Tuấn Thành thích Thu, cho nên đó cũng là lý do sau khi biết Đan Thi có tình cảm với Tuấn Thành, Thu luôn tìm cách giữ khoảng cách với Tuấn Thành, bởi vì Nguyệt Thu chỉ xem Tuấn Thành là bạn thân, là tri kỷ, là người một nhà thôi. Còn tình cảm nam nữ thì chưa từng tồn tại. Nguyệt Thu cũng đã thẳng thắn nói với Tuấn Thành biết suy nghĩ của mình, để anh ta có thể sớm chấm dứt tâm tư tình cảm với cô và cho Đan Thi một cơ hội. Nhưng Tuấn Thành lại vẫn như vậy. Đối với Nguyệt Thu không có thay đổi gì sau khi biết rằng Nguyệt Thu không thích anh. Thậm chí Tuấn Thành còn quan tâm Nguyệt Thu hơn lúc trước. Tuấn Thành cười nhạt. Không cần đâu. Trước khi đến đây, tôi đã ăn trưa rồi. Nếu như anh biết rõ tình cảm của Nguyệt Thu đối với anh chỉ là tình bạn tri kỷ, nhưng vẫn cố chấp theo đuổi cô mà không chịu bỏ cuộc, thì Đan Thi cũng như vậy. Dù sao cũng là bạn thân thiết của Nguyệt Thu, anh không muốn làm tổn thương Đan Thi, cho nên Thành chọn cách né tránh Đan Thi thay vì dứt khoát lạnh lùng từ chối. Đan Thi tiếp tục tấn công không chút e dè. Vậy Thành hôm nay có rảnh không? Đi xem phim với Thi được không? Tối nay tôi phải đi dự đám cưới của một người bạn cũ, không có... Đan Thi mỉm cười, mắt sáng rực, nhìn Tuấn Thành. Vậy Thành có bạn nữ đi cùng chưa? Tối nay Thi không có trực cũng không có hẹn với ai hết. Thi đi cùng với Thành được không? Nguyệt Thu ở một bên nhịn cười đến bả vai run rẩy. Cô đã từng khuyên Đan Thi nên kiềm chế bớt lại, đừng có tấn công quá, nếu không sẽ phản tác dụng. Cứ từng chút một theo đuổi Tuấn Thành tốt hơn. Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy bùng bùng. Nếu không phải Đan Thi kiềm chế thì đã trực tiếp bỏ thuốc cho Tuấn Thành ngủ luôn cho xong. Có lúc Thu nghĩ, nếu Đan Thi là đàn ông, có lẽ phụ nữ chết dưới tay cô ta trong vòng một nốt nhạc. Tuấn Thành sững người, vốn dĩ trước đó khi nhận được thiệp mời, anh đã định rủ Nguyệt Thu đi cùng với anh. Nhưng không ngờ, đến ngày lại nhận được tin Nguyệt Thu bị thương nằm bệnh viện. Nhưng anh đã hứa chắc với đám bạn, sẽ dẫn bạn gái đến. Nếu lần này anh lại nuốt lời thì cả đám bạn học cũ sẽ cười nhạo anh. Anh trầm tư một chút cuối cùng lên tiếng. Được, 6 giờ Thành đến đón Thi. Bây giờ Thành có việc đi trước, hẹn gặp lại lúc 6 giờ. Thành căn dặn Đan Thi rồi quay người mỉm cười với Nguyệt Thu. Thu nghỉ ngơi cho khỏe nghe, rảnh Thành lại đến thăm Thu. Chờ cho đến khi chắc chắn Tuấn Thành đã đi xa khỏi phòng bệnh, Đan Thi bật cười lớn tiếng như người vừa mới trúng độc đắc. Mày thấy ông Thu? Mày thấy chị mày chưa? Lạnh lùng lạnh lẽo, tủ lạnh cái gì thì cũng không có thoát khỏi bàn tay quả diệm sơn của tao. Nguyệt Thu mỉm cười đưa tay lên tặng cho Đan Thi một nút like. Nguyệt Thu với sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện và với sự tác động của cha con nhà Minh Khôi nên sức khỏe hồi phục rất tốt. Sau bao ngày nằm bệnh viện, hôm nay cũng được xuất viện về nhà nghỉ dưỡng. Nguyệt Thu thở dài nhìn Đan Thi. Mày không cần phải xin nghỉ để đưa tao về nhà đâu, tao tự đi taxi về được mà. Đan Thi vừa thu dọn đồ đạc cho Nguyệt Thu vừa thờ ơ trả lời. Tao đâu có xin nghỉ việc, là trưởng khoa bắt tao phải đưa mày về đó chứ. Khóe môi Nguyệt Thu khẽ co giật, cho dù sự thật là như vậy, nhưng
Đàn thì không thể che giấu, nói dối để cho Thu vui được. Có lẽ những lời nói dối khiến người khác vui vẻ, Đàn thì chỉ nói với một người duy nhất là Tuấn Thành. Nguyệt Thu vừa nghĩ đến Tuấn Thành thì anh ta lập tức xuất hiện. Cánh cửa phòng mở ra, Tuấn Thành trên tay ôm hai bó hoa hồng bước vô. Nguyệt Thu nhướng mày nhìn chằm chằm Tuấn Thành, phát hiện ánh mắt khác thường của Nguyệt Thu. Đàn thì cũng quay đầu nhìn, vừa thấy Tuấn Thành, ánh mắt Đan Thi sáng rực, lập tức đi đến trước mặt của Tuấn Thành. Đan Thi trực tiếp đưa tay nhận lấy một bó hoa trên tay Tuấn Thành, mặc cho anh chưa nói lời nào. Hoa này tặng Thi đúng không? Cảm ơn anh Thành nha, hoa đẹp quá. Tuấn Thành dở khóc dở cười với hành động của Đan Thi, nhưng cũng không lấy làm lạ. Nguyệt Thu cũng bật cười lắc đầu với Đan Thi. Tuấn Thành tặng bó hoa còn lại cho Nguyệt Thu. Mừng Thu xuất viện. Nguyệt Thu mỉm cười, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Tuấn Thành lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh đưa cho Nguyệt Thu. Chúc Thu ngày 8 tháng 3 vui vẻ nghe. Nguyệt Thu cười khổ, đưa tay nhận quà rồi lén lút nhìn ra sau lưng Tuấn Thành xem phản ứng của Đan Thi. Cảm ơn Thành. Cô rất muốn từ chối nhận quà, nhưng cô hiểu rõ tính cách của Tuấn Thành. Chắc chắn anh sẽ không có chấp nhận lời từ chối của cô. Món quà rất nhỏ, nhưng cô lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Nằm bệnh viện nhiều ngày khiến cô quên mất hôm nay đã là ngày nào. Đàn Thi nheo mắt nhìn chằm chằm cái hộp trong tay của Nguyệt Thu. Đàn Thi siết chặt nắm tay rồi lạnh nhạt nói. Của Thi đâu? Hay là Thành cho rằng Thi không có phải phụ nữ? Tuấn Thành cũng bình tĩnh mà trả lời. Bó hoa là quà 8 tháng 3 của Thi. Đàn Thi nheo mắt, cô không ngốc để không có nhận ra thâm ý của Tuấn Thành. Cô siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Đàn Thi biết Tuấn Thành vẫn chưa chết tâm với Nguyệt Thu. Trong khi tình hình tặng quà Ngày Quốc tế Phụ nữ ở bệnh viện có chút căng thẳng, thì ở một không gian khác tràn ngập không khí ngọt ngào và vui vẻ. Nhật Minh ôm bó hoa lớn đến mức sắp che khuất gương mặt của cậu. Bó hoa không một chút hương thơm ngào ngạt của hoa, nhưng lại mang đến sự thèm khát của tất cả các bạn nhỏ có mặt. Mimi, tặng cho bạn nè, chúc bạn Ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ. Mimi, nhân vật được gọi tên thì vui vẻ cười hiếp mắt, gương mặt bầu bỉnh, thân hình béo múp, bàn tay tròn trĩnh, đưa tay ngắt lấy một trái dâu cho vào miệng vừa nhai vừa nói với cái giọng ngọng nghịu. Minh Minh, bạn thật hiểu mình, sau này mình lớn lên nhất định sẽ cho bạn cơ hội theo đuổi mình. Dâu này ngọt thiệt đó. Mimi liên tục ngắt dâu ăn mà không đưa tay nhận bó hoa. Nhật Minh cũng không khó chịu, còn mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn Mimi. Các bạn nữ xung quanh bắt đầu ghen tị, không nhịn được nói mấy lời khiêu khích. Hạ Vi đang làm bài tập, đột nhiên dừng lại. Vốn dĩ cô bé không có tán thành anh trai tặng bó dâu to như vậy cho Mimi. Cô bé đã khuyên anh trai tặng trang sức nhỏ nhỏ rồi lén lút tặng thế nào đừng để các bạn trong lớp biết, bởi vì cô bé biết thế nào cũng bị các bạn chê cười. Vậy mà anh trai lại bỏ ngoài tai. Anh em sống chung nhà, sớm tối gặp gỡ. Chắc chắn anh trai không có bị mù, còn vì sao lại yêu thích Mimi mà không phải một hoa hậu tương lai như Trúc Lam thì cô bé cũng bó tay. Suy nghĩ của anh trai Hạ Vi chưa bao giờ hiểu được. Đột nhiên Mimi hỏi Nhật Minh. Minh Minh, có phải ở nhà bạn rất thích ăn thịt heo hơn răng rau củ không? Nhật Minh ngơ ngác không hiểu ý của Mimi, tại sao Mimi lại hỏi như vậy. Cậu bé nghiêm túc suy nghĩ phân tích nhưng vẫn không hiểu được nên hỏi lại. Tại sao Mimi lại hỏi như vậy? Mimi thản nhiên trả lời. Vì mình thích Mimi chứ không phải Trúc Lam ốm như cọng giá kia.
Nhật Minh trợn tròn mắt, không nhịn được mà bật cười. Các bạn nam chơi chung với Nhật Minh cũng cười theo, kết quả khiến cho Trúc Lam tức giận hét lên. Cái đồ heo mọi xấu xí kia, bạn nói ai là cộng giá hả? Bạn đừng có nghĩ ba bạn là công an thì mình không có dám làm gì bạn nha. Hạ Vi nhíu mày, liếc nhìn tình huống trước mặt. Lần nào cũng vậy, chỉ cần anh trai của cô bé xuất hiện trong lớp của cô thì lần đó các bạn nữ lại xảy ra xung đột. Có bạn đã chạy đi tìm cô giáo ngay khi Nhật Minh bước vào lớp. Nhật Minh lạnh lùng chắn trước mặt Mimi. Cho dù ba của Mimi không phải là công an thì bạn cũng không có khả năng động vào một ngón tay của bạn ấy. Hạ Vi ở bên cạnh đưa tay đỡ trán. Bây giờ thì Hạ Vi đã biết tại sao tối hôm qua anh trai lại sang phòng xem phim Hàn Quốc cùng với Hạ Vi và Vũ Bảo rồi. Bởi vì rõ ràng câu anh trai vừa mới nói cũng tương tự câu thoại của nam chính từng nói trong tập phim tối hôm qua. Cô bé Trúc Lam, đôi mắt đỏ hoe, chỉ ngón tay vào Mimi đang nhai lấy nhai để mấy trái dâu tây. Minh Minh, bạn bị khùng hả? Con heo mọi này có gì hơn mình mà bạn thích nó, không thích mình. Hạ Vi thở dài cho Trúc Lam một ánh mắt thương hại và thông cảm. Anh trai của cô từ nhỏ đã được chú Hiển dạy dỗ và chăm sóc, cho nên tính cách có phần giống với chú ấy. Trầm tính và ít nói, nhưng khi bị ai đó xúc phạm, anh trai lại nhiễm tính cách của Vũ Bảo. Nhật Minh lạnh nhạt trả lời Trúc Lam. Mimi có màu da trắng hơn bạn. Mimi có đôi mắt sáng to tròn, không có cận thị như bạn. Mimi ăn uống không có kén chọn, không có tính tiểu thư như bạn. Quan trọng hơn nữa, Mimi biết thương người, không có xem thường người khác như bạn. Bây giờ bạn xinh xắn, không có nghĩa lớn lên sẽ vẫn xinh xắn đâu. Còn Mimi chắc chắn sau này sẽ xinh đẹp hơn bạn nhiều. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Nhật Minh đã xuất hiện trước cửa lớp của Hạ Vi. Ngày bình thường, Nhật Minh đến lớp Hạ Vi để cầm giúp cặp cho Hạ Vi, rồi cả hai cùng đi ra cổng. Nhưng hôm nay, khi Hạ Vi đã đứng trước mặt Nhật Minh và đưa cặp cho cậu, nhưng ánh mắt của cậu lại không dừng lại trên người của Hạ Vi. Nhật Minh dịu giọng. Mimi, mình mời bạn đi ăn pizza và KFC nghe, mì Ý luôn. Hạ Vi nhắm mắt nhìn anh trai rồi thở dài. Sáng nay, việc anh trai mắng Trúc Lam đã khiến cho cả lớp của cô bé xôn xao vì tiếng khóc của Trúc Lam. Thậm chí cô giáo chủ nhiệm còn gọi Hạ Vi lên đưa cho một phong bì về đưa cho ba. Hạ Vi biết rõ trong phong bì là cái gì. Chắc chắn là muốn mời phụ huynh lên gặp để nhắc nhở mắng vốn Nhật Minh. Mimi lắc đầu từ chối. Không được đâu, Mi phải về, trưa nay ba Mi đưa cả nhà đến nhà hàng ăn cơm. Nhật Minh có chút buồn. Vậy hẹn Mi ngày khác nha. Rồi quay sang Hạ Vi. Hạ Vi, nhanh cái chân lên để chú Hiển chờ. Hạ Vi lườm Nhật Minh, nói chuyện với nhỏ Mi thì dịu dàng dễ nghe, còn nói chuyện với em gái thì cọc càng khó chịu. Người nhà và người xa lạ còn không phân biệt được thì ba khen anh trai thông minh cái gì chứ. Hạ Vi bực bội phụng phịu ngồi lên xe. Chú đưa Vivi đi ăn sushi ngang. Hạ Vi mắt sáng như sao, từ ghế sau chồm lên ghế trước, chớp chớp đôi mắt to tròn. Chú Hiển nói thiệt không? Ba cho con đi ăn sushi hả? Chú Bảo cũng đồng ý hả? Phan Hiển gật đầu. Ừ. Hạ Vi mừng rỡ hét lớn. Hoan hô chú Hiển. Chú Hiển là người đàn ông tốt nhất trên đời. Sau này ai làm vợ chú Hiển chắc chắn sẽ cực kỳ hạnh phúc. Phan Hiển nhếch mép không nói gì. Nhật Minh ở bên cạnh cho Hạ Vi ánh mắt khinh thường. Hạ Vi không thông minh, nhưng bù lại miệng lưỡi dẻo ngọt hơn cả kẹo mạch nha. Phan Hiển vừa định nổ máy xe thì bất ngờ phát hiện có một chiếc xe đột ngột dừng ngay trước mặt. Anh nhíu mày. Đúng lúc này, từ trên xe phía đối diện, một bé trai bước xuống, trên tay còn đang ôm bó hoa hồng.
vài giây sau đã xuất hiện bên cạnh xe của anh. Phan Hiển hiếp đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu nhóc. Hạ Vi mắt sáng ngời, vội vàng thúc giục Phan Hiển. Chú ơi, chú mở cửa, mau đi chú. Nhật Minh liếc mắt khinh thường. Quá ra xin về sớm là đi mua hoa, cậu ta cũng láo cá thiệt. Phan Hiển không mở cửa xe cho Hạ Vi, chỉ hạ kính cửa xe xuống, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc bên ngoài. Hạ Vi gấp đến mức mắt đỏ lên. Chú, sao chú mở cửa cho cháu xuống? Gia Vũ đưa bó hoa hồng qua cửa sổ. Không cần Vi phải xuống xe đâu, Vũ tặng Vi nè, chúc Vi ngày lễ vui vẻ. Hạ Vi gấp gáp gọi Phan Hiển. Chú, mở cửa cho cháu. Phan Hiển lạnh lùng lên tiếng, rồi nâng cửa kính xe lên, sau đó không chần chừ lập tức nổ máy bỏ đi. Tặng xong rồi thì đi về đi. Hạ Vi hậm hực không vui. Chú, tại sao chú lại làm vậy? Cháu còn chưa nói được lời cảm ơn với Gia Vũ nữa mà. Phan Hiển lạnh lùng. Trẻ con, tập trung học hành, thằng nhóc đó không có ý tốt đâu. Nhật Minh nhướng mày nhìn sang Phan Hiển. Rõ ràng một tháng trước khi chú Hiển đưa cậu đến nhà của Gia Vũ để cùng ôn luyện thi học sinh giỏi, chú Hiển còn khen ngợi Gia Vũ thông minh, có phẩm chất tốt, sau này sẽ là người thành đạt. Nhưng bây giờ, chú lại có ý gì đây? Chẳng qua Gia Vũ chỉ tặng một bó hoa cho Hạ Vi thôi mà. Sao đột nhiên lại trở thành thằng nhóc xấu xa rồi? Hạ Vi đôi mắt ửng hồng như sắp khóc. Chú làm như vậy làm sao này, làm sao con cưới bạn ấy được? Phan Hiển nhếch mép cười lạnh. Thằng nhóc đó không có xứng. Hạ Vi tức giận. Vậy ai mới xứng với cháu? Chú hả? Phan Hiển không trả lời, lấy từ ghế phụ một hộp kẹo chocolate đưa ra phía sau. Hạ Vi đang tức giận, nhìn thấy hộp chocolate có chút dao động. Do dự một chút, đưa tay nhận lấy, sau đó cô bé lập tức vui vẻ trở lại. Viên kẹo chocolate có hình mèo Hello Kitty cực kỳ đáng yêu. Cô bé mỉm cười. Cháu, sau này chú é không ai lấy, cháu sẽ có thể suy nghĩ lấy chú. Hạ Vi suy nghĩ rồi lại bổ sung. À, mà chắc gì ba cháu đã đồng ý ha. Thôi, cháu vẫn nên lấy Gia Vũ vậy. Phạm Hiển vừa nhếch mép chưa được một giây thì gương mặt lập tức âm u. Nhật Minh ngồi bên cạnh đột nhiên rùng mình. Thư ký tò mò hỏi Minh Khôi khi thấy anh vẫn say mê đắm chìm trong công việc. Ông chủ, hôm nay bác sĩ Thu ra viện, anh không có lái xe đến đón cô hả? Minh Khôi lạnh nhạt. Cô ta ra viện liên quan gì đến tôi chứ? Thư ký nhướng mày. Vậy tại sao anh lại tặng hoa cho cổ? Ngày quốc tế phụ nữ là tặng hoa cho người phụ nữ có liên quan đến mình. Minh Khôi ho khan. Hạ Vi, Nhật Minh tặng, không phải ý của tôi. Thư ký gật gù. Thì ra là vậy. Gia Vĩ, thư ký của Minh Khôi, liếc nhìn tấm thiệp đặt trên bó hoa, nét chữ rồng bay phượng múa uốn lượn. CEO Minh Khôi. Anh cúi đầu không nói gì nữa, ôm bó hoa đi làm nhiệm vụ của mình. Qua cửa kính trong suốt, Minh Khôi có thể nhìn thấy rõ không khí náo nhiệt ở các con đường. Người qua lại mỗi ngày, nhưng hôm nay mỗi con đường đều được tô điểm thêm màu sắc rực rỡ của những lẵng hoa hồng. Anh nhớ về ngày này của mười mấy năm trước, ngày mà lần đầu tiên anh tặng hoa cho Nhật Hạ. Anh vẫn nhớ rõ nụ cười hạnh phúc của cô. Hôm nay anh gửi tặng hoa cho Nguyệt Thu, không bởi vì cô có liên quan đến anh chỉ muốn tặng cho Nhật Hạ. Trước khi Nhật Hạ bỏ anh ra đi mãi mãi, anh đã hứa cả đời này, ngoài cô ấy ra, anh sẽ không có yêu thêm một người phụ nữ nào nữa. Đang thất thần nhớ về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, thì điện thoại vang lên tiếng chuông, liếc nhìn tên hiển thị, anh nhíu mày. Có chuyện gì? Minh Khôi sắc mặt nghiêm trọng. Được, tôi sẽ đến ngay.
không biết bên kia điện thoại là ai gọi đến và đã nói gì, chỉ biết biểu cảm của Minh Khôi cực kỳ u ám. Anh ta lập tức lao ra khỏi phòng làm việc. Cùng lúc này, Nguyệt Thu đang chống tay vào bờ tường thở dốc, liếc nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt và tức đến muốn bóp chết cô ta. Nguyệt Thu không ngờ chỉ một thời gian không về nhà lại có nhiều thay đổi như vậy. Càng không ngờ rằng Đức Anh lại đê tiện đến mức mua một căn hộ đối diện nhà cô để sống cùng với bạn gái mới. Anh ta đang cố tình muốn chọc tức cô sao? Muốn cho Nguyệt Thu nhìn thấy một nhà ba người của họ ngày ngày cười nói hạnh phúc à? Nếu không phải sức khỏe cô còn yếu thì chắc chắn Nguyệt Thu sẽ không có để bọn họ ức hiếp như thế này. Người phụ nữ mỉm cười tiến đến gần Nguyệt Thu. Bác sĩ Thu, sau này là hàng xóm của nhau, cô nhớ giúp đỡ tôi nghe. Tôi bị ngén, ăn uống không có được. Cô nhớ giúp tôi tư vấn một thực đơn tốt cho bà bầu nghe, dù sao cũng là người quen mà. Thấy Nguyệt Thu không trả lời, cô ta càng đắc ý. Bác sĩ Thu, sao sắc mặt cô tái xanh vậy? Có phải cô không có được khỏe không? Có cần tôi gọi chồng ra đỡ cô không? Nguyệt Thu hất bàn tay của người phụ nữ ra. Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi. Người phụ nữ hốt hoảng. Ủa? Sao tôi có ý tốt cô lại đẩy tôi té? Có phải cô muốn tôi sẩy tay cô mới vừa lòng không? Nguyệt Thu cười khẩy, không có quan tâm người phụ nữ đang nằm vạ dưới đất kể lễ để tội cho cô. Cô lần tìm cái chìa khóa nhà trong túi áo rồi mở cửa. Đáng tiếc còn chưa kịp bước vào nhà thì cô đã nghe thấy tiếng quát lạnh của Đức Anh. Nguyệt Thu, cô có phải là con người nữa không? Cô không có được làm mẹ thì muốn người khác cũng giống cô à? Nếu vợ con của tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không có buông tha cho cô đâu. Nguyệt Thu sững người, siết chặt tay nắm cửa. Cô muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chính là tình huống hiện tại mà cô đang trải qua. Nguyệt Thu hít thở sâu rồi quay người lại. Tôi thật sự không có biết rằng nghề nghiệp của bạn gái anh là diễn viên đó. Diễn viên đóng quá nhiều phim, diễn xuất quá giỏi thì có khi cũng quên mất tính cách thật sự của mình. Nếu có ngày anh nhận ra mình phải đổ vỏ thì... Người phụ nữ giận dữ cắt ngang lời của Nguyệt Thu. Cô kia, tôi biết tôi cướp bạn trai của cô là tôi sai, nhưng mà tôi yêu anh ấy thật lòng. Cô không có làm tôi sảy thai được thì nhục mạ vu khống tôi đúng không? Đức Anh lạnh giọng. Cô đang nói nhảm cái gì vậy hả, Nguyệt Thu? Cô không có biết xấu tốt. Nếu cô còn dám xúc phạm cô ấy thì tôi sẽ... Đức Anh vừa nói vừa tiến đến gần Nguyệt Thu, đưa tay phải lên cao. Nguyệt Thu nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô gái đang đứng sau lưng anh thì cười khẩy. Nguyệt Thu thầm nghĩ, có khi cô chỉ đoán bừa mà đúng tim đen của cô ta. Nguyệt Thu nhìn chằm chằm vào Đức Anh, không một chút run sợ. Với sức lực hiện tại của cô, cho dù có muốn trốn tránh cũng không thể, chỉ có thể hy vọng dùng lời nói để anh ta bỏ ý định phủ phù. Anh muốn làm cái gì? Đánh tôi sao? Đánh phụ nữ anh có còn là đàn ông nữa hay không? Đức Anh cười khẩy. Với cô thì tôi không cần. Nguyệt Thu bất lực nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận những trận đòn phủ phu của Đức Anh. Nhưng cô chờ một lúc cũng không có cảm giác đâu. Mơ màng mở mắt rồi sửng sốt nhìn bóng lưng trước mặt. Minh Khôi bóp chặt cánh tay của Đức Anh, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nếu như anh đến trễ một giây thì có lẽ cô đã nằm bẹp ở dưới đất. Minh Khôi đã từng nghĩ không muốn tiếp tục gặp gỡ cô nữa, nhắc nhở bản thân Nguyệt Thu không phải nhật hạ của anh. Minh Khôi không muốn trái tim mình rung động lỗi nhịp lần nữa chỉ vì cô gái có gương mặt giống như người vợ quá cố. Đức Anh đau đớn nhíu mày, cố gắng rút bàn tay của mình ra khỏi người đàn ông nhưng không được. Nhưng hắn cũng không muốn mất mặt trước bạn gái và nhất là Nguyệt Thu, nên cắn răng chịu đau cố nói. Mày là cái thằng nào? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Hay là mày là bộ mới của cô ta? Và mày có biết cô ta vô sinh không đó? Tao tốt bụng nhắc nhở mày, chơi qua đường cũng được, chứ cô ta không có đẻ được một bụng con nào cho mày đâu.
Nguyệt Thu đen mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Đức Anh lại hèn hạ đê tiện đến mức này. Cô thật sự cảm thấy vô cùng hối hận khoảng thời gian tiếp xúc với anh ta. Vốn dĩ Nguyệt Thu không nợ nần, không có lỗi gì với anh ta hết. Tại sao anh ta lại chán ghét và hận cô như vậy? Đáng lẽ người hận anh ta phải là cô mới đúng chứ. Anh ta hiện tại cũng đã có bạn gái mới để chuẩn bị làm cha theo đúng ý nguyện. Hà cớ gì còn gây sự chặn hết đường sống của cô? Không lẽ nhìn thấy Nguyệt Thu đơn độc sống đến cuối đời anh ta mới vừa lòng hay sao? Cô rất muốn hỏi anh ta cô phải làm sao để anh ta mới đồng ý buông tha cho cô. Nhưng hiện tại cơ hội để cho Nguyệt Thu hỏi không có, bởi vì người đàn ông trước mặt đột ngột xuất hiện. Đức Anh đau đớn. Đau, cái tên này, mày bị điên hả? Thả tay tao ra coi. Tiếng hét thất thanh của Đức Anh làm cho Nguyệt Thu giật mình tỉnh táo. Cô không nhìn thấy gì ngoài tấm lưng rộng lớn của người đàn ông. Đứng cạnh Minh Khôi, cô thấy mình thật sự quá nhỏ bé. Cô bước sang một bên, nghiêng đầu nhìn ra phía trước. Cô mỉm cười sảng khoái. Sắc mặt của Đức Anh tái nhợt, la hét không có giữ chút hình tượng. Có vẻ anh ta đang rất đau đớn. Cô gái mang bầu hốt hoảng. Anh này, thả tay chồng tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Đức Anh cũng mạnh miệng. Em yêu, báo cảnh sát nhanh lên, báo cảnh sát bắt nhốt cái tên điên này lại. Đau quá, gãy tay tôi. Mặc kệ lời cảnh cáo uy hiếp của người phụ nữ và tiếng la hét của Đức Anh, Minh Khôi vẫn không có ý định buông tay. Ngược lại, Khôi càng lúc càng tăng gia lực. Anh thật sự muốn bóp nát cái bàn tay của người đàn ông này. Nguyệt Thu cực kỳ vui vẻ với tình huống trước mặt. Cô còn muốn lấy điện thoại ra quay lại cái cảnh này. Dĩ nhiên, cô không sợ Đức Anh báo cảnh sát thì càng không sợ Khôi sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ta giàu, chắc chắn có thể tự thuê luật sư giúp thoát tội. Nhưng bây giờ là lúc giữa trưa, cô cũng không muốn tiếp tục gây ồn ào, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nghỉ ngơi, cho nên thấp giọng nói với Minh Khôi. Đủ rồi, anh ta không có đáng để anh phải mời luật sư đâu. Minh Khôi nheo mắt, rồi đẩy bàn tay bẩn thỉu của Đức Anh ra xa, lạnh giọng nhắc nhở. Tao cảnh cáo mày, nếu còn đụng đến cô ấy, thì hai vợ chồng mày sẽ không thể sống yên đâu. Cô gái đỡ Đức Anh lên, vừa lo lắng vừa tức giận. Anh ơi, anh không sao chứ? Chúng ta báo cảnh sát đi, kiện cho anh ta đi tù mọt gông luôn. Nguyệt Thu cười khẩy, suy nghĩ một chút, rồi giả vờ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Chắc hai người không biết anh ta là ai đâu, đúng không? Vậy tôi cho các người một thông tin. Thử hỏi xin bác Google hình ảnh của CEO tập đoàn Minh Khôi đi. Sẽ có bất ngờ cho hai người đó. Nguyệt Thu đẩy cửa rồi đưa tay nắm tay Minh Khôi kéo vào nhà mình, đóng sầm cửa lại trước gương mặt ngơ ngác của Đức Anh và bạn gái của anh ta. Dù sao thì Minh Khôi cũng đã giúp cô thoát khỏi trận đòn của Đức Anh, cho nên việc để Minh Khôi vào nhà ngồi một chút cũng là chuyện nên làm. Nguyệt Thu lịch sự hỏi Minh Khôi. Anh ngồi đi, anh muốn uống gì tôi lấy cho anh. Khôi thản nhiên ngồi xuống ghế. Bia. Nguyệt Thu nhướng mày nhìn Minh Khôi. Khôi lạnh nhạt hỏi lại. Không có à? Có, nhưng mà tôi đang nghĩ trai đơn gái chiếc lại uống chất kích thích thích thì có ổn không? Khôi cười khẩy khinh thường. Cho dù có làm cái gì thì cô cũng có thai đâu. Hơn nữa, cô không có phải gu của tôi. Nguyệt Thu siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vừa rồi anh ta giúp cô giải dây thì chắc chắn bây giờ cô sẽ không có nhẫn nhịn anh ta. Nguyệt Thu ở một mình, nhưng trong nhà cô đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh chất kín thực phẩm, trái cây và nước uống cũng đủ loại. Bởi vì mỗi tuần Nguyệt Thu thường thích ở nhà tự nấu ăn và tự thưởng thức hơn là ra khỏi nhà. Nguyệt Thu lấy một lon bia và lon nước ép, tiện tay bưng luôn một vỉ dâu tây, ném cái lon bia cho Minh Khôi. Bia của anh đây. Khôi nhếch mép. Bác sĩ cũng giàu quá hả?
Nguyệt Thu liếc xéo. Không giàu bằng anh. Nguyệt Thu cho Minh Khôi ánh mắt xem thường, rõ ràng anh ta đang châm chọc cô đây mà. Mấy lon bia Heineken không lẽ cô không mua nổi sao? Lâu lâu buồn chán, uống giải sầu thì cũng nên chiều chuộng dạ dày của mình một chút chứ. Làm nhiều, kiếm tiền nhiều thì phải chăm sóc sức khỏe cho tốt. Cô có thể tiết kiệm mua quần áo, trang sức, mỹ phẩm, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ ngược đãi cái dạ dày của mình. Hớp một ngụm bia, Khôi thờ ơ hỏi. Có muốn chuyển đi nơi khác không? Nguyệt Thu cũng cùng lúc lên tiếng. Vì sao anh đến đây? Bất ngờ, hai giọng nói cùng phát ra. Minh Khôi ngước mắt nhìn. Nguyệt Thu cũng chăm chú nhìn anh. Cả hai đột nhiên đều im lặng nhìn nhau. Có lẽ cả hai đều đang chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Nhưng qua một lúc lâu vẫn không có người lên tiếng. Nguyệt Thu nhướng mày rồi quyết định lên tiếng trước. Tại sao tôi phải chuyển đi? Anh muốn hai người họ nghĩ tôi sợ họ sao? Họ càng muốn khiêu khích tôi thì tôi càng phải cho họ thấy ai mới là người cần xấu hổ và biến đi. Thái độ kiên quyết của Nguyệt Thu làm cho Minh Khôi có chút giật mình. Những ký ức xa cũ anh muốn chôn vùi lại dần hiện ra trong tâm trí của anh. Trước đây anh cũng đã từng bị thu hút bởi cái tính cách này. Nhật Hạ đã từng làm cho anh không thể nào rời mắt được. Không thể nào không nhớ đến Nhật Hạ mỗi khi bước đến cửa hàng tự chọn gần trường. Hai nữ sinh đứng trong tiệm tạp hóa. Cô gái tóc ngắn đeo khẩu trang kín mặt thấp giọng. Nhật Hạ, mày có biết xấu hổ không vậy? Mua băng vệ sinh trong lúc tiệm tạp hóa đông khách như thế này, tao thấy xấu hổ thay mày luôn đó. Cô gái tóc dài thản nhiên đáp. Người ta bán thì tôi mua, tôi cần dùng thì mua, tôi là phụ nữ sử dụng băng vệ sinh có gì sai, tại sao tôi phải xấu hổ? Không lẽ tôi xấu hổ vì mình là phụ nữ à? Nếu cô cảm thấy xấu hổ thì đừng có nhìn vào tôi và biến đi đi. Minh Khôi nhấp một ngụm bia, rồi nhếch miệng cười. Những gì liên quan đến Nhật Hạ anh chưa từng quên, cho dù đã từng nghĩ sẽ cố quên để tìm kiếm hạnh phúc khác theo ý hai đứa con của anh. Nguyệt Thu ngồi đối diện, nhìn thấy phản ứng của Minh Khôi thì nhíu mày, tự uống bia rồi tự mỉm cười ngốc nghếch. Không lẽ vừa uống chút bia đã say đến mất đi ý thức rồi sao? Nguyệt Thu lạnh nhạt nhắc nhở anh. Uống hết lon bia thì anh về được rồi đó, tôi còn muốn đi nghỉ ngơi. Nguyệt Thu vừa nói, vừa cho một trái dâu vào miệng, còn chưa kịp nhai thì bất ngờ một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Cô sững sờ trừng mắt thì phát hiện ra trong khoang miệng đã xuất hiện mùi vị của bia và trái dâu tây cũng đã di chuyển từ miệng cô sang nơi khác. Nguyệt Thu tức giận hét lớn khi vừa được trả tự do. Anh bị điên hả? Khôi không trả lời cô. Anh đứng dậy quay người đi ra khỏi nhà trong cơn tức giận bừng bừng của Nguyệt Thu. Anh cũng không hiểu vì sao vừa rồi muốn làm như vậy. Anh không biết phải giải thích thế nào cho hành động của mình, cho nên chọn bỏ chạy. Nguyệt Thu tức điên người, đưa tay lau miệng liên tục, liếc nhìn mấy trái dâu tây, cô càng nổi điên hơn. Không chút do dự, đem luôn cái vỉ dâu tây ném vào sọt rác cạnh bàn, rồi đi nhanh về phòng. Cô đi thẳng vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương với gương mặt đỏ bừng. Cô biết lửa giận vẫn đang bốc lên trong cơ thể. Cô mở vòi sen cho nước dội thẳng vào đầu. Trong khi Nguyệt Thu đang tắm để dập lửa giận, thì Minh Khôi vẫn còn đứng trước cửa nhà cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang nhà đối diện. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh khung kính nói với anh. Ông chủ, tôi đã gặp họ yêu cầu mua lại căn hộ nhưng họ không có đồng ý. Minh Khôi nhướng mày. Giá nào cũng không bán hả? Người đàn ông gật đầu. Không bán. Minh Khôi cười khẩy. Anh nhân nhượng dùng tiền để thương lượng mà họ lại không biết điều. Vậy thì không thể trách anh quá độc ác. Anh nói nhỏ điều gì đó với người đàn ông bên cạnh, sau đó cười lạnh rồi rời đi.
Bé Hạ Vi khó hiểu khi bước vào nhà hàng khác với tưởng tượng của cô bé. Chú ơi, hồi nãy chú nói chúng ta đi ăn. Phan Hiển ngó lơ Hạ Vi, chỉ lạnh nhạt hỏi ý của Nhật Minh. Nhật Minh, ăn ở đây có được không? Nhật Minh gật đầu. Dạ, được. Hạ Vi đỏ mắt kháng cự. Chú ơi, nhưng mà Vi Vi không có thích món này. Mặc kệ lời nói của Hạ Vi, Phan Hiển vẫn gọi phục vụ đưa menu đến và cùng Nhật Minh bắt đầu gọi món. Hạ Vi như một kẻ vô hình với hai người đàn ông một nhỏ một lớn trước mặt. Cô bé không hiểu bản thân đã làm sai cái điều gì, đôi mắt ửng hồng rồi bắt đầu khóc thút tha thút thích. Lúc này, Phan Hiển vừa bước vào phòng vệ sinh, bất ngờ loáng thoáng nghe được một cuộc nói chuyện mờ ám. Mày nói cái gì? Là bạn trai mới của cô ta là CEO Minh Khôi hả? Hèn chi, cô ta ném bỏ bạn trai của mày đúng không? Ngoài giỏi việc chăn gối ra, tao nghĩ cái thằng bồ của mày không có được tích sự gì. Được rồi, yên tâm đi, ta sẽ giúp mày trả thù cô ta. Tao cũng muốn xem thử cô ta tài giỏi đến đâu. Phan Hiển khẽ lướt mắt nhìn về tấm gương trước mặt. Người đàn ông trạc tuổi anh vừa lúc tắt điện thoại. Anh vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu có liên quan đến những người thân của anh thì anh không thể xem nhẹ. Người đàn ông kia bước đến gần mở vòi nước bên cạnh anh rửa tay, rồi quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Anh ta đi khuất, Phan Hiển lập tức mở điện thoại gửi đi một tin nhắn. Nguyệt Thu đang say giấc trên giường thì mơ màng nghe thấy giọng hót của idol Chi Chang Woo vang lên. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy giọng hát này ầm ĩ và phiền như lúc này. Cô đưa tay lấy gối nằm đè lên, cố gắng không để ý đến giọng hát kia nữa. Nhưng có vẻ như nếu cô không tắt thì giọng hát đó cứ mãi vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng không chịu được, cô mở to mắt quay sang lấy cái điện thoại. Nhìn tên người gọi đến, cô ngơ ngác lập tức ngồi dậy. Nếu cô biết người gọi đến tìm cô lúc này là giám đốc bệnh viện thì cô đã nhận cuộc gọi ngay ở những phút đầu tiên. Cô liếc nhìn đồng hồ, vậy mà cô lại ngủ cả buổi chiều. Có lẽ do quá mệt mỏi nên sau khi tắm thoải mái cô ngủ li bì. Nhưng mà phải công nhận, sau khi ngủ được một giấc dài, cô cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Cô xuống giường xốc lại tinh thần rồi bước đến tủ quần áo, bắt đầu chọn lựa. Hồi nãy giám đốc bệnh viện mời cô đi ăn, không biết là muốn làm gì. Nửa tiếng sau, Nguyệt Thu xuất hiện dưới chung cư, một chiếc xe hơi đang mở cửa chờ cô. Cô mỉm cười từng bước đến gần. Anh thật đúng giờ. Người đàn ông mỉm cười. Mới quen thì phải vậy thôi. Hôm nay bác sĩ đi đâu ăn mặc trang trọng vậy? À, hình như cô vừa mới khỏi bệnh đúng không? Tôi đi gặp một vài người quan trọng. Phải rồi, anh đưa túi kẹo cho Nana giúp tôi nghe. Người đàn ông đỏ mắt. Bác sĩ Thu, cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô, con gái của tôi cũng không biết còn sống đến giờ này hay không. Xuyên suốt đoạn đường, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra. Người đàn ông đang đưa cô đến nơi hẹn chính là tài xế taxi. Anh ta cũng là người nhà của bệnh nhân trước đây, từng được cô chữa trị và giúp đỡ rất nhiều. Do vậy, kể từ đó, cô trở thành khách quen thuộc của anh. Chỉ cần cô có việc đi đâu đều gọi xe của anh. Mở cửa xe, bác tài xế ân cần. Khi nào cô về, cô có thể gọi tôi sẽ đến đón cô. Nguyệt Thu mỉm cười từ chối. Không cần đâu, anh nên dành nhiều thời gian cho vợ con một chút. Kiếm nhiều tiền nhưng gia đình không có vui vẻ hạnh phúc thì cũng vô nghĩa, đúng không? Nguyệt Thu mỉm cười đặt tiền lên tay anh tài xế rồi quay người đi vào bên trong nhà hàng. Bây giờ đã gần 7 giờ tối, kết thúc bữa ăn chắc chắn cũng hơn 2 giờ nữa. Muộn như vậy rồi mà làm phiền gia đình người ta cô không làm được. Nhưng cô cũng đã nghĩ đến cái tên để cô làm phiền sau khi ăn cơm xong. Nguyệt Thu cúi đầu với người đàn ông trung niên đang ngồi chờ trước mặt. Xin lỗi giám đốc, tôi đến trễ. Không có trễ,
cô ngồi đi. Rời khỏi nhà hàng, tâm trạng của Nguyệt Thu khá nặng nề. Đường phố vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại. Không khí ban đêm mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Nhưng trong lòng cô lại trống rỗng, đôi mắt đỏ hoe trực trào hai hàng lệ. Là một cô gái mạnh mẽ, lần trước bị thương rất đau, nhưng Nguyệt Thu vẫn không rơi giọt nước mắt nào. Nhưng mà bây giờ, nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ rơi. Vừa lang thang vừa khóc thút tha thút thít, mọi người đi ngang qua cô chỉ cho cô ánh mắt tội nghiệp. Chẳng ai dư dả thời gian ở lại an ủi một người xa lạ như cô. Đi đến khu vực quảng trường thành phố, nhìn nhiều cặp đôi vui vẻ hạnh phúc ngồi bên cạnh nhau, những đứa trẻ được ba mẹ cưng chiều mua cho bóng bóng bay, cười tít mắt. Cô lại cảm thấy tủi thân, ngồi xuống ghế đá tiếp tục khóc nức nở. Hạ Vi đang lơ đãng buồn chán ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ thì bất ngờ mở to mắt. Anh hai, có phải là chị Nguyệt Thu không? Nhật Minh đang lay quay với cuộc aerobic thì giật mình ngước mắt nhìn theo hướng tay của Hạ Vi rồi gọi Phan Hiển. Chú ơi, chú dừng xe lại đi, hình như là chị Nguyệt Thu. Hạ Vi ngoái đầu nhìn, giọng lo lắng. Anh hai, hình như chị ấy đang khóc, sao chị lại khóc hả? Hay không ai đón chị về? Tối trễ rồi còn gì? Phan Hiển mặc kệ hai anh em Nhật Minh và Hạ Vi đang kêu gào buộc anh dừng xe. Anh vẫn bỏ ngoài tai tiếp tục cho xe chạy đi. Cô gái kia có phải là Nguyệt Thu hay không cũng không có liên quan đến anh. Anh chỉ biết nếu thật sự là cô ta thì anh càng phải mặc kệ. Nếu không, người gặp rắc rối chính là anh. Trực giác cho anh biết càng đến gần cô gái đó anh sẽ gặp xui xẻo. Hạ Vi tức giận hét lên khi xe vẫn chưa dừng. Chú, sao chú không có dừng xe lại? Cháu ghét chú. Nhật Minh lạnh nhạt tiếp lời. Lần này chú không có đúng rồi. Nhưng cả Nhật Minh và Hạ Vi không ngờ rằng mặc dù Phan Hiển không có dừng xe nhưng anh đã âm thầm gửi tin nhắn thông báo cho người cần xuất hiện lúc này nhất. Nguyệt Thu đang cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình sau một lúc khóc nức nở. Nhưng cô càng muốn dừng lại thì tiếng nấc nghẹn vẫn phát ra. Bất ngờ, một bàn tay đưa đến trước mặt cô một cái khăn tay. Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nói cảm ơn rồi nhận lấy. Minh Khôi nhếch mép thờ ơ. Khóc đủ rồi thì đứng lên đi, tôi đưa cô về. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc làm cho Nguyệt Thu sững sờ ngước mắt nhìn lên. Người đang đứng trước mặt cô không ai khác chính là Minh Khôi. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Nhưng quan trọng là để anh ta nhìn thấy cô thảm hại, khóc khó coi. Sau này làm sao cô lên mặt với anh ta được nữa đây? Một người phụ nữ trung niên ngồi gần đó còn giúp đỡ cô dạy dỗ anh. Anh gì ơi! Bạn gái của anh ngồi đó khóc thương tâm lắm. Là đàn ông thì nên biết cách dỗ dành bạn gái. Dù cổ có sai thì cũng không có nên bỏ rơi cổ một mình như vậy. Cổ khóc hơn 15 phút rồi đó. Nguyệt Thu nhanh nhẹn giải thích. Anh ta không phải là bạn trai của tôi. Nhưng cô không biết rằng trong tình huống này càng giải thích lại càng gây hiểu lầm trầm trọng hơn. Minh Khôi lắp giọng uy hiếp cô. Nếu cô còn không đứng lên thì cô sẽ hối hận đó. Anh đi đi, tôi không. Anh làm gì, bỏ tôi xuống. Minh Khôi xốc Nguyệt Thu đi thẳng đến xe, đưa cô vào ghế phụ. Nguyệt Thu chưa ổn định thì Minh Khôi đã ngồi vào ghế lái nhanh chóng nổ máy xe rời đi. Hành động của hai người gây sự chú ý của những người xung quanh, nhưng ai cũng nghĩ là cặp tình nhân giận dỗi cãi nhau. Nguyệt Thu bực tức ra lệnh cho Minh Khôi. Dừng xe lại. Tôi kêu anh dừng xe lại, anh có nghe không? Quỳnh Minh Khôi. Cô đang rất không vui và không muốn phải thêm nhiều sự không có vui nữa. Bao nhiêu cũng đủ làm cho cô phải mệt mỏi rồi. Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh, thả lỏng đầu óc. Cô không muốn gây sự tranh cãi với người đàn ông ngang ngược này. Vì cô biết mỗi lần tiếp xúc với anh, người chịu thiệt thòi chỉ có cô. Một lần nữa,
cô nghiến răng nghiến lợi. Minh Khôi, anh đừng có nghĩ rằng anh có nhiều tiền thì muốn làm cái gì thì làm. Tôi yêu cầu anh dừng xe lại ngay lập tức. Có lẽ không chịu nổi sự ồn ào của Nguyệt Thu, cuối cùng xe cũng chịu dừng lại bên đường. Con đường này cũng không có quá nhiều xe lưu thông, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc taxi chạy qua. Nguyệt Thu đẩy cửa xe ra muốn xuống xe, nhưng đáng tiếc cửa xe không mở được. Cô bực bội. Mở cửa! Minh Khôi bình thản nhắc nhở. Đoạn đường này thường xảy ra các vụ cướp và cưỡng bức, công an vẫn chưa thể bắt được thủ phạm. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa của Nguyệt Thu có chút cứng lại. Cô do dự liếc nhìn bên ngoài. Hai bên đường cây cỏ mọc tùm, đèn đường leo lét không có quá sáng. Nhà cửa cũng thư thớt hơn những con đường khác. Khả năng Minh Khôi nói thật là rất cao. Đột nhiên cô có chút e ngại, cắn môi bối rối không biết phải làm sao. Xuống xe có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào, nhưng ở trên xe cô lại không muốn đối diện với người đàn ông đáng ghét này. Minh Khôi thấy cô im lặng lạnh nhạt. Không xuống xe à? Tôi... Nguyệt Thu ấp úng, không biết trả lời thế nào thì xe đã tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước. Nguyệt Thu thở dài, ngã đầu ra ghế nhắm mắt lại. Nếu đã không thể khiến anh ta nghe lời thì cô cũng không có muốn cố chấp tốn sức nữa. Hôm nay thật sự tâm trạng và sức khỏe của cô đã đứng về một phía với nhau. Cả hai đều uể oải và đình công. Vốn dĩ chỉ định nhắm mắt để không phải nhìn thấy gương mặt đắc ý khó ưa của Minh Khôi, nhưng cô không ngờ mình thiếp đi lúc nào không biết. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Duyên Nợ Song Sinh, tác giả Mộc Tầm. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.